Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ từ hầu hết các khu vực bỏ phiếu tính đến hôm nay ngày 7 tháng 4, tiến sĩ Peter Pellegrini, ứng cử viên cánh tả Slovakia, đang nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của đất nước này. Ông Pellegrini hiện đang có 53,26% tỷ lệ phiếu bầu so với 46,73% của ứng cử viên phe đối lập thân phương Tây Ivan Korkok, kết quả từ 99,66% khu vực bỏ phiếu cho thấy. Tôi cảm thấy rằng tôi đã nỗ lực hết mình cho chiến dịch này. Trong suốt 20 năm làm chính trị, tôi đã gặp nhiều thử thách bất ngờ mà tôi phải đối mặt và chúng đã củng cố tôi cả về mặt cá nhân lẫn hình ảnh trước công chúng. Bất kể điều gì kết quả, trải nghiệm này cũng mang lại cho tôi nhiều giá trị tích cực. Thắng lợi của ông Pellegrini sẽ củng cố thêm quyền lực của Thủ tướng thân Nga Robert Fico, người đã bắt đầu các biện pháp cải cách luật hình sự và truyền thông. Liên minh đa đảng của ông Fico, bao gồm một đảng do ông Peter Pellegrini đứng đầu, đã tạm dừng các chuyến hàng viện trợ vũ khí chính thức của Slovakia cho Ukraine, sau khi ông Fico cho rằng sự ảnh hưởng của phương Tây trong cuộc chiến chỉ dẫn đến việc các quốc gia có đông cộng đồng người Slav xung đột lẫn nhau.